2,7 triệu vé Euro đã bán hết. Nước Đức kỳ vọng sẽ chào đón hàng triệu cổ động viên đổ về đây dịp này. Mặc dù là đất nước du lịch, thế nhưng chứng kiến việc dịch chuyển qua các thành phố của hàng ngàn cổ động viên cũng khiến cho khách sạn nơi đây không còn chỗ nữa. Và giá phòng cũng vì vậy mà trở nên đắt đỏ khủng khiếp. Từ Đức, phóng viên Hoàng Cường thông tin cụ thể từ quý vị. Mùa hè là mùa du lịch của Đức, năm nay lại có thêm Euro nữa, càng khiến cho giá phòng tăng cao. Theo ước tính, tại Berlin mùa Euro này sẽ có khoảng 2,9 triệu du khách cũng như người hâm mộ tới đây và sẽ giúp cho 732 đơn vị lưu trú phòng ốc tại Berlin được dự báo là sẽ bội thu trong mùa Euro này. Giá phòng lúc này đã tăng khoảng 57%. Khách sạn 1-2 sao trước có giá chỉ là 58-80 euro thì nay đã tăng gấp đôi, trong khi khách sạn 4-5 sao bây giờ trung bình một đêm rơi vào khoảng hơn 300 euro. Giá phòng tại Berlin trong ngày diễn ra trận chung kết đã chứng kiến mức tăng là 583 euro, khoảng 16 triệu đồng. Vui nhất chính là các khách sạn tại Dortmund khi chứng kiến mức tăng tới 124%. Trận đấu giữa đội tuyển Italia và Albania ngày 16 tháng 6 tại đây ghi nhận giá phòng cao nhất lên tới 552 euro một đêm. Còn trận đấu giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha tại đây ngày 22 tháng 6, giá phòng cũng được đẩy lên 504 euro một đêm. Theo báo chí Anh đánh giá, thì một fan hâm mộ Anh sang Đức lưu trú từ 10 tới 11 ngày sẽ phải chi ra khoảng 2.500 bảng, tương đương với khoảng 82 triệu đồng Việt Nam. Làm fan hâm mộ cũng vất vả đấy chứ thưa quý vị. Hãy đặt phòng sớm để tận hưởng bầu không khí tuyệt vời của Euro 2024. Hoàng Cường, Quang Trung, phóng viên Đài Truyền Việt Nam từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.